mình sẽ kể cho các bạn nghe bản án tử hình đầu tiên về tội tham nhũng tại Việt Nam. Cách mạng tháng 8 thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mới ra đời. Lúc này bộ đội vô cùng thiếu thốn lương thực, thuốc men và phải ăn đói mặc rách. Tuy nhiên, chính trong giai đoạn này lại xuất hiện những sĩ quan biến chất, điển hình là Trần Dụ Châu. Một ngày nọ, có người được Trần Dụ Châu mời đến dự tiệc cưới của cấp dưới ngay tại quân khu. Khi chứng kiến sự xa hoa trụy lạc của bữa tiệc, người này đã bỏ về và viết thư tố cáo lên Hồ Chủ tịch. Đọc thư xong, bác Hồ nói, một cái ung nhọt dẫu có đau cũng phải cắt bỏ, không để nó lây lan nguy hiểm. Công tác thanh tra được tiến hành khẩn trương. Trần Dụ Châu hiện nguyên hình là một tên gian hùng chắc táng. Mùa thu năm 1950, tòa án binh tối cao kết án tử hình Trần Dụ Châu về tội tham nhũng. Trần Dụ Châu lập tức gửi đơn lên Bác Hồ xin tha tội chết. Bác Hồ nói: Với loài sâu mọt đục khoét nhân dân thì nếu phải giết đi một con sâu mà cứu được cả rừng cây thì việc đó là cần thiết. Hơn nữa còn là một việc nhân đạo. Hồ Chủ tịch đã bác đơn xin tha tội chết của Trần Dụ Châu.